Sau 14 ngày tích cực tìm kiếm, khắc phục hậu quả của trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều nay cán bộ chiến sĩ tạm biệt người dân trở về đơn vị trong sự nghẹn ngào của người dân nơi đây. Hai tuần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại Làng Nủ, với rất nhiều cung bậc cảm xúc đối với những chàng lính trẻ này. Chính sự đùm bọc yêu thương của bà con Làng Nủ dành cho bộ đội là động lực tiếp thêm sức mạnh để các anh vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Chính những tình cảm và sự động viên của người dân đã khiến chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích và hỗ trợ bà con khắc phục những hậu quả còn sót lại sau cơn bão. Rất bùi ngùi và cảm thấy rất nhớ nhung người dân và bà con địa phương ở đây. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, hết sức có thể để có thể giúp đỡ bà con. Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm đều được quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ. Đó là cái tình cảm mà nó là cái động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Giây phút chia tay, những gói xôi, miếng bánh thấm đượm tình quân dân được bà con chuẩn bị gửi đến bộ đội. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng về tình quân dân. Rất buồn. Các chú bộ đội ở đây có giúp được mình nhiều không? Cũng khá là nhiều á. Đa số là các chú bộ đội giúp thôi. Chia tay Làng Nủ, trong mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cúi chào lần cuối, những người đã khuất, các anh trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ quốc giao.